Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 216 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, số ca mắc tăng 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2022. Địa phương có nhiều ca mắc sốt xuất huyết nhất là huyện Iapa, 44 ca, Phú Thiện 38 ca, Krông-ba 48 ca, thị xã Ayunpa 23 ca. Dịch bệnh xảy ra tại 52 trên 220 xã phường thị trấn của 15 trên 17 huyện thị xã thành phố. Trong tháng 1 năm 2023, tổng số ổ dịch sốt xuất huyết đã ghi nhận trên toàn tỉnh là 91 ổ dịch, trong đó có 70 ổ dịch đã được xử lý, gồm 68 ổ dịch được vệ sinh môi trường nhưng không phun hóa chất, 2 ổ dịch được phun hóa chất, hiện còn 45 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Theo nhận định của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ được khống chế. Trong những đầu năm 2023, do địa bàn tỉnh Gia Lai chuẩn bị bước vào mùa khô, điều kiện không thuận lợi cho vector truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển.